Trước khi chuyển thành tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái hệ thống lò để chúng ta tiến hành quá trình tôi. Thì ở đây trong cái phòng thí nghiệm của tôi thì có một số cái loại lò, và như hình ảnh các bạn thấy đây chính là cái loại lò hiện đại nhất của hãng Nabotherm của Đức. Thì cái lò này có thể gia nhiệt đến 1.300 độ. Thì đối với cái mẫu thép mà chúng ta đang nghiên cứu thì cái nhiệt độ mà chúng ta cần đặt để đạt cái độ cứng cao nhất sau khi tôi đó chính là 800 độ. Thì cái lò này là cái lò điều khiển điện tử rất là hay. Các bạn muốn đặt nhiệt độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ đặt ở cái bảng điều khiển này. Và ở đây chúng ta có thể đặt được rất nhiều cấp. Ví dụ như là chúng ta mong muốn chúng ta nung lên đến 750 độ chẳng hạn. Chúng ta giữ nhiệt đấy trong vòng khoảng 15 đến 30 phút, sau đó chúng ta mới bắt đầu tăng lên 800 độ và bắt đầu giữ nhiệt. Đấy. Thì cái thời gian giữ nhiệt tương ứng với cái mẫu chúng ta đang thí nghiệm, kích thước là khoảng 20 mm, đường kính là khoảng 20 mm. Thì cái thời gian giữ nhiệt tương ứng ở cái nhiệt độ 860 độ này là khoảng 18 đến 20 phút. Ừ. Tức là khi mà chúng ta bỏ cái mẫu vào trong cái buồng lò này thì chúng ta sẽ giữ nhiệt khoảng 18 đến 20 phút là chúng ta phải nhấc cái mẫu chúng ta ra rồi. Còn nếu mà chúng ta để lâu quá thì cái mẫu chúng ta nó sẽ bị oxy hóa bề mặt rất là nhiều. Đây, cái mẫu chúng ta nó sẽ bị oxy hóa bề mặt rất nhiều, và cái bề mặt chúng ta nó sẽ trở nên cái màu đen xì này. Như vậy là kích thước mẫu chúng ta nó sẽ bị hao hụt nếu mà chúng ta đặt cái thời gian quá lâu. Và ngoài ra nó còn xảy ra hiện tượng thoát cái carbon ở bề mặt này, làm cho cái độ cứng bề mặt này nó mặc dù được tôi nhưng mà độ cứng nó rất là thấp. Đấy là cái loại lò thứ nhất. Loại lò thứ hai ở trong phòng thí nghiệm tôi có đây là một cái loại lò của Nga. Nó rất là cổ rồi. Thì cấu tạo nó rất đơn giản, bao gồm cái vùng buồng lò này rất nhỏ, tương ứng với cái chi tiết mà chúng ta tiến hành tôi là rất nhỏ. Còn cái buồng lò bên này thì tiến hành tôi thì tôi sẽ cho các bạn thấy cái đường kính của cái buồng lò này, kích thước của buồng lò nó khoảng là 400 x 400 x 400, tức là chiều rộng là 400, chiều dài là 400 và chiều cao cũng là 400 mm. Còn cái buồng này thì bé xíu á. Và cái lò này thì không được hiện tại như cái lò kia là điều khiển bằng điện tử, mà ở đây chúng ta sẽ có một cái núm điều khiển, và tương ứng với các khoản nhiệt độ chúng ta đặt nhiệt độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ vặn cái núm này đến bao nhiêu. Ví dụ chúng ta đặt là 700 độ ngạn thì chúng ta sẽ vặn cái núm về 700 độ. Và ở cái lò này là cái lò chúng ta không biết đến khi nào là nó sẽ đạt được 700 độ, mà chúng ta phải canh bao giờ nó cái dơ le tự ngắt, nó kêu tạch cái thì chúng ta sẽ bỏ mẫu vào đấy. Và bên này còn một vài hệ thống lò khác, đây là hệ thống lò Nabotherm nhưng mà chỉ để nung ở cái nhiệt độ thấp hơn, thường là dưới 700 độ. Đây là cái lò lò Pháp và đây là cái lò Trung Quốc. Này.